Bạn có biết lá phổi đang cứu cứu bởi chính sự vô trách nhiệm của chúng ta? Theo thống kê của WHO, ở Việt Nam có khoảng 60.000 người chết mỗi năm có liên quan đến ô nhiễm không khí. Nếu lá phổi không được giải độc kịp thời, sẽ dẫn tới đờm, ho, khó thở và các bệnh lý như viêm phế quản mãn tính, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, hen suyễn, nguy hiểm nhất là ung thư phổi. Những năm gần đây, chất lượng không khí của Việt Nam luôn ở mức rất xấu, nồng độ bụi mịn cao hơn ngưỡng cho phép tới 5 lần. Nghiên cứu của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế cho thấy, nếu mật độ bụi mịn PM1.0 tăng 10 microgram trên mét khối, thì tỷ lệ ung thư tăng 22%. Nếu mật độ bụi mịn PM2.5 tăng 10 microgram trên mét khối, thì tỷ lệ ung thư phổi sẽ tăng lên 36%. Để giải quyết thực trạng trên, các nhà khoa học của tập đoàn dược phẩm J&E International Mỹ đã bào chế thành công viên uống giải độc phổi Boni Detox. Boni Detox có thành phần 100% thảo dược chia thành 4 nhóm tác dụng. Nhóm giải độc phổi, phục hồi tế bào phổi bị tổn thương nhờ Baikalin trong hoàng cầm, lá ô liu, xuyên tâm liên, cam thảo ý. Nghiên cứu của giáo sư tiến sĩ Seong Sorok, Đại học Daegu Hani, Hàn Quốc chứng minh hoàng cầm với hoạt chất chính là Baikalin rất hiệu quả trong việc phục hồi chức năng phổi bị tổn thương do khói thuốc lá hoặc ô nhiễm, hóa chất độc hại, vi khuẩn, virus. Nhóm thảo dược bảo vệ phổi khỏi những tác nhân gây độc mới, cúc tây, xuyên bối mẫu. Nhóm thảo dược phòng chống ung thư phổi, Fucoidan chiết xuất từ táo nâu Nhật Bản. Theo nghiên cứu của tiến sĩ bác sĩ Kazuyuki Nakajima, Đại học Gunma, Nhật Bản, sử dụng Fucoidan mỗi ngày làm tăng cường hoạt động của tế bào tiêu diệt tự nhiên NK, tế bào có khả năng nhận diện và tiêu diệt tế bào đột biến gen, tế bào ung thư, từ đó phòng ngừa nguy cơ ung thư phổi. Nhóm thảo dược giúp giãn phế quản, long đờm, giảm ho như lá bạch đàn, tỳ bà diệp, rễ bồ công anh. Nhờ công thức toàn diện, Boni Detox giúp bảo vệ và giải độc phổi do ô nhiễm không khí và hút thuốc lá, giảm nhanh đờm ho khó thở của bệnh viêm phế quản mãn tính, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, giảm nguy cơ ung thư phổi. Boni Detox được sản xuất bởi công nghệ Microfluidizer, công nghệ siêu nano hiện đại bậc nhất thế giới, mang lại sản phẩm có khả năng hấp thu và độ ổn định tối đa. Với liều 2-4 viên mỗi ngày, Boni Detox giúp giảm nhanh triệu chứng đờm, ho, khó thở chỉ sau 1 tháng sử dụng. Để giải độc phổi, người bệnh nên uống một liệu trình từ 2-4 tháng. Boni Detox bảo vệ và giải độc phổi, sản phẩm của Mỹ.